tìm thấy máy bay Mỹ mất tích bí ẩn tại Himalaya. Một máy bay Mỹ mất tích 77 năm đã được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh tại dãy Himalaya Ấn Độ, sau một hành trình tìm kiếm nguy hiểm khiến ba người dẫn đường thiệt mạng. Theo FP, chiếc máy bay vận tải C46 chở 13 người cắt cánh từ quân Minh Trung Quốc đã biến mất trong bão tại một khu vực núi ở bang Arunachal Pradesh, thuộc dãy Himalaya Ấn Độ vào tuần đầu tiên của năm 1945, sau 77 năm. Chiếc máy bay cuối cùng đã được tìm thấy bởi các nhà thám hiểm thuộc một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Mirzekovezier không ai nghe thêm thông tin gì về chiếc C46 kể từ đó. Nó đơn giản là đã biến mất bí ẩn, Lai Ton Le, người đứng đầu cuộc tìm kiếm cho biết, ông Le đã mở chiến dịch sau khi được con của một người trên chiếc C46 nhờ tìm kiếm tung tích của cha mình. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tháng và ông Le cùng một nhóm người chỉ đường là người dân tộc Ly Su bản địa đã phải lội qua những con sông sâu tới ngực và cắm trại trong thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ bút giá ở khu vực cao so với mặt nước biển. Ba người dẫn đường đã tử vong vì bị hạ thân nhiệt ở giai đoạn đầu của cuộc tìm kiếm khi cắm trại trong trận bão tuyết tháng 9 năm ngoái. Cuối cùng, họ đã tình cờ phát hiện chiếc máy bay trên đỉnh núi phủ đầy tuyết vào tháng trước. Nơi họ có thể xác định mảnh vỡ thuộc về chiếc C46 bằng số đuôi. Bin Sier, người có cha là sĩ quan Mỹ có mặt trên chiếc máy bay xấu số cho biết, tất cả những gì tôi có thể nói là rất vui vì biết tung tích của cha. Điều này thật vui buồn lẫn lộn, tôi đã lớn lên mà không có cha bên cạnh. Những gì tôi có thể nghĩ đến là người mẹ tội nghiệp của tôi khi bà chỉ nhận được một bức điện và biết được chồng mất tích khi đang nuôi dưỡng tôi, khi đó mới 13 tháng tuổi. Ông Sear cho biết, theo Canhezo, chiếc C46 được tìm thấy ở độ cao gần 4.000 mét so với mặt nước biển cha của ông Siêu là một sĩ quan thuộc lực lượng không quân trong lục quân Mỹ. Theo FP, hàng trăm máy bay quân sự Mỹ đã mất tích tại các khu vực ở Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar trong thế chiến 2, trong khi hỏa lực của phát xít Nhật đã làm nhiều máy bay bị rơi. Ông Lay cho hay, phần lớn các vụ tai nạn được cho là máy bay gặp phải các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió bão, băng tuyết